Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động. Nếu bỏ lỡ khung thời gian phát sóng quen thuộc này, quý vị có thể xem lại trên trang web lamdongtv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Sau một thời gian tăng giá thì thịt lợn hơi đột ngột giảm giá mạnh vài ngày gần đây. Cùng với đó là nhiều tin tức nông nghiệp đáng quan tâm khác trong và ngoài tỉnh mà quý vị không nên bỏ lỡ trong những phút tới đây. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng hỗ trợ đầu tư 4 hệ thống máy móc bảo quản chế biến các loại nông sản. Tiết kiệm điện trong sản xuất rau thủy canh, cách làm hay của một hợp tác xã tại huyện Đơn Dương. Nhãn lồng Hưng Yên chín muộn, được giá, nông dân hết sức phấn khởi. Cùng đến thăm thôn Tân Linh, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà để chứng kiến sự đổi thay của buôn làng nhờ cây dâu, con tằm. Thưa quý vị khán giả, vấn đề sơ chế, bảo quản nông sản nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đã và đang được ngành nông nghiệp và các địa phương quan tâm hỗ trợ. Đặc biệt là đối với các sản phẩm nông sản chế biến như là mắc ca, hồng sấy, lúa, v.v. Theo kế hoạch, từ tháng 8 đến tháng 12 năm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng sẽ hỗ trợ đầu tư 4 hệ thống máy móc bảo quản, chế biến các loại nông sản trên địa bàn huyện Cát Tiên, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc. Cụ thể hỗ trợ 3 hệ thống máy sấy tỉnh, nhiệt sạch, đảo chịu gió với công suất 12 đến 22 tấn cà phê tươi một lần và 12 đến 18 tấn mắc ca một lần cho 3 đơn vị, gồm tổ hợp tác sản xuất cà phê và mắc ca Tân Bình, xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Tâm Hồng Tiến, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tổ hợp tác sản xuất cà phê và mắc ca thôn 13, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm. Còn lại hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Tiến Thắng, xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên được hỗ trợ một hệ thống sấy lúa đảo chịu gió với công suất là từ 20 đến 25 tấn lúa tươi một mẻ sấy. Tổng kinh phí đầu tư 4 hệ thống máy móc nói trên hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó vốn nhà nước hỗ trợ hơn 880 triệu đồng, đơn vị tham gia mô hình đối ứng gần 1,3 tỷ đồng. Nếu nhìn vào vườn rau trồng trong nhà kính rất là hiện đại này, thì Thúy Viên nghĩ chúng ta sẽ tốn các chi phí nào khác ngoài phân thuốc, nhà kính hay là giống? Chúng ta còn có khoản nào phát sinh không, Thúy Viên? Vâng ạ, nếu mà nhìn một nhà kính hiện đại như thế này có hệ thống điều khiển thông minh, có tưới tự động hay cụ thể là hệ thống trồng rau thủy canh luôn phải hoạt động 24 trên 24 thì điện năng sẽ là chi phí khá lớn. Và theo biểu giá bán lẻ điện kinh doanh với mức điện áp dưới 6 kV thì giá bán điện vào giờ thấp điểm là 1.622 đồng trên 1 kWh, giá cao điểm là 4.587 đồng 1 kWh. Như vậy thì có thể thấy là chi phí điện năng vào giờ cao điểm sẽ gấp 2,8 lần so với giá điện vào giờ thấp điểm. Chính vì vậy mà các hộ kinh doanh và sản xuất như trang trại này đã phải hạn chế tiêu thụ điện năng vào giờ cao điểm để vừa tiết kiệm chi phí cũng như là vừa giảm điện này. Gia đình bà Nguyễn Thị Kim ở thôn Đồng Thạnh, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương đang có 2 hectare sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chuyên trồng các loại rau xà lách thủy canh. Hiện việc sản xuất tại trang trại của bà Kim được hoàn toàn kết nối bằng hệ thống chăm sóc thông minh ứng dụng giải pháp IoT của Intel, dùng công nghệ Internet vào quản lý sản xuất. Tuy nhiên, điều khiến bà Kim trăn trở là trang trại sử dụng và tiêu tốn một lượng điện năng quá lớn. Trung bình mỗi tháng, gia đình bà phải thanh toán gần 100 triệu tiền điện. Tuy nhiên, kể từ năm 2021 đến nay, nhờ đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, gia đình bà Kim đã tiết kiệm được từ 20-25% lượng điện tiêu thụ. Theo đó, gia đình bà đã chuyển đổi toàn bộ hệ thống chiếu sáng trong vườn từ đèn compact sang sử dụng đèn LED, đồng thời lắp đặt các hệ thống cảm biến để phục vụ nhu cầu tưới tiêu của khu vườn. Đặc biệt, kể từ thời điểm 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 và 17 giờ đến 20 giờ hàng ngày, bà Kim hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng các thiết bị sử dụng điện trong vườn. Thưa quý vị khán giả, luật chăn nuôi năm 2018 quy định rất rõ và nghiêm cấm việc chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn và khu dân cư. Theo quy định này, thì nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã phải triển khai các giải pháp để di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu dân cư để nhằm đảm bảo mỹ quan và môi trường đô thị. Đối với huyện Đạ Tẻ, địa phương có số cơ sở chăn nuôi tương đối lớn với hơn 450 hộ. Địa phương đang tiến hành rà soát và có biện pháp để di dời các cơ sở chăn nuôi sai quy định ra khỏi khu dân cư. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ, qua thống kê rà soát trên địa bàn toàn huyện đang có 455 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi như tại tổ dân phố 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 4A, 4B, 4D, 5A, 5B, 5C, 6A và một phần các tổ dân phố 3C, 9 và 10.
Trong đó, giai đoạn 2022-2023 có 2 cơ sở đăng ký di dời hoặc ngưng hoạt động. Năm 2024 thì có 453 cơ sở đăng ký di dời hoặc ngưng hoạt động. Việc di chuyển các hộ chăn nuôi ra khỏi khu nội thị, khu dân cư là việc làm cần thiết để huyện Đạ Tẻ xây dựng đô thị văn minh. Hơn nữa, đây còn là cơ sở để phát triển chăn nuôi bền vững, đảm bảo an toàn thực phẩm, phù hợp với quy hoạch chăn nuôi. Tiếp tục chương trình là các tin tức nông nghiệp trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, nhãn lồng Hưng Yên đã có những tín hiệu tích cực ngay từ đầu vụ. Đây là tin vui cho bà con nông dân khi mà năm 2021 vừa qua thì giá nhãn đã giảm tới một nửa do tác động của dịch bệnh. Vụ nhãn năm nay được coi là vụ nhãn hiếm gặp. Khi tới trung tuần tháng 8 thì nhãn lồng Hưng Yên mới bước vào vụ thu hoạch rộ. Nhãn chín muộn nên nhà nào giờ có nhãn bán ra thì được giá. Như hợp tác xã nhãn lồng Hồng Kỳ ở Hưng Yên, giá giao buôn tại vườn từ 50.000 đồng một ký. Thời điểm này năm 2021, nhãn Hưng Yên đã chín rộ, năm nay quả vẫn còn xanh và nhỏ. Do đó, đợt thu hoạch nhãn Hưng Yên có thể sẽ trùng vào thời điểm Sơn La thu hoạch nhãn muộn, nên áp lực tiêu thụ sẽ lớn hơn nhiều, đòi hỏi sự chủ động của mỗi nhà vườn, các hợp tác xã và địa phương trong việc kết nối đầu ra cho trái nhãn lồng. Sản lượng dự kiến của nhãn Hưng Yên năm nay là hơn 45.000 tấn. Để giải bài toán đầu ra, việc kết nối và ký kết các hợp đồng tiêu thụ đã được địa phương chủ động từ đầu tháng 7. Được biết, toàn tỉnh hiện có 13 vùng đã được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu, trong đó có 2 vùng được cấp mã số xuất khẩu sang Mỹ, 13 vùng được cấp mã số xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là cơ hội để nhãn Hưng Yên mở rộng đầu ra trong bối cảnh sản lượng thu hoạch năm nay tăng 5.000 tấn so với năm ngoái. Sau một thời gian tăng giá đột biến, giá lợn hơi vài ngày gần đây đã có biến động theo chiều hướng giảm. Ngay sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương và cơ quan chức năng kiểm soát chặt vấn đề lợn lậu xuất khẩu qua biên giới, thì trong mấy ngày gần đây, giá lợn hơi trong nước đã đột ngột giảm mạnh. Mức giá cao nhất khu vực 69.000 đồng một ký được ghi nhận tại Hưng Yên, Thái Bình, còn giá thấp nhất là 65.000 đồng một ký được ghi nhận tại Hà Nam và Tuyên Quang. Các địa phương còn lại, giá lợn hơi dao động quanh ngưỡng 66 đến 67.000 đồng một ký, giảm mạnh từ 6 đến 10.000 đồng một ký. Trước đó, trong 2 tuần đầu tháng 7, giá lợn hơi đột ngột tăng sốc từ 60 lên tới 75.000 đồng một ký. Giá lợn có xu hướng đi xuống sau khi chính phủ yêu cầu dùng biện pháp bình ổn với mặt hàng này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gửi văn bản đến các địa phương về việc kiểm soát buôn bán vận chuyển trái phép lợn qua biên giới. Thời điểm trái cây Việt Nam vào chính vụ thu hoạch cũng là cao điểm xuất khẩu sang Trung Quốc, thị trường tiêu thụ trái cây tươi lớn của Việt Nam. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, tình hình xuất khẩu nông sản sang cửa khẩu biên giới phía Bắc hiện tại khá thông thoáng. Một thông tin vui cho xuất khẩu trái cây tươi vào thời điểm này. Theo cập nhật, bình quân mỗi ngày có trên 150 xe xuất khẩu. Tổng số container còn tồn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn khoảng 300 xe. Nhu cầu tiêu thụ ở Trung Quốc tăng lên. Nhiều loại trái cây xuất khẩu của Việt Nam đang được thương lái thu mua với giá cao hơn trước. Nhờ việc thông thương của cửa khẩu phía Bắc thuận lợi, nhu cầu thu mua của thương lái trong nước cũng tăng cao hơn so với trước để đáp ứng tiêu thụ nội địa vào dịp rằm tháng 7 âm lịch tới đây. Thưa quý vị khán giả, thôn Tân Linh thuộc xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, nơi bà con dân tộc thiểu số chiếm hơn 40%. Nơi đây đã có sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng rất là mạnh mẽ trong thời gian qua, đặc biệt là việc chuyển đổi cây lúa sang trồng dâu nuôi tầm. Bà con ở thôn Tân Linh đang mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng dâu để nuôi tầm cho hiệu quả kinh tế khá cao. Nhiều hộ dân đã làm giàu, thu nhập ổn định hàng chục triệu đồng mỗi tháng từ nghề tầm ta. Với giá kén tầm 2 năm nay duy trì ở mức 150-200.000 đồng, đời sống kinh tế gia đình anh Phùng Văn Bắc và chị Đinh Thị Yên đã cải thiện rõ rệt. Nhờ có thêm nguồn vốn vay hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ Nông dân năm 2021 với lãi suất là 0,7%, gia đình anh chị có thêm 10 triệu đồng đầu tư sàn để chăn tầm. Mỗi tháng gia đình anh chị nuôi 3,5 hộp tầm. Mỗi hộp nuôi đạt từ 50 đến 55 kg kén. Cứ lên né xong lại bắt lứa khác liên tục như vậy. Bình quân mỗi tháng gia đình có thu nhập hàng chục triệu đồng. Em nuôi cũng được 5 năm rồi á. Thu nhập thì hiện tại bây giờ thì giá cũng được ổn định. Sợ đến lúc giá xuống thì thu nhập bấp bênh hơn bây giờ luôn. Nhưng mà trong vòng năm nay là giá thu nhập ổn định. Mùa này thì thường thường hay vào mùa mưa này thì bắt đầu dâu hay bị nấm hồng á. Thì thường thường mình cứ căn lúc nào mà bắt đầu gần mình bị đống đốm xong bắt đầu mình xịt. Xịt xong tầm 20 ngày xong mình mới hái được. Một tháng nhà có năm hiện tại bây giờ là hơn 5-6 dâu thì nuôi được mỗi tháng nuôi gối. Nhà mình chật là nuôi gối cứ tầm 3 hộp rưỡi. Thu nhập thì cũng ổn định cho gia đình.
Theo thống kê, diện tích trồng lúa của thôn Tân Linh hiện còn 50 hectare, giảm 4 hectare so với năm 2021. Song song đó, theo thống kê năm 2021, có 76 hộ trồng dâu nuôi tầm, thì tới thời điểm này đã tăng lên 110 hộ. Nhờ chuyển đổi kịp thời, các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế thấp sang trồng dâu nuôi tầm, thời gian qua, các hộ nghèo và cận nghèo tại thôn đã giảm rõ rệt. Nếu mà gọi là cái nghề nuôi tầm này thì chú nuôi từ lúc mà gọi là ấy thì chắc cũng có vào khoảng 10 năm, hơn 10 năm nay rồi. Thì trước kia là cũng dâu bờ rào và riếc đây là chú cũng đã nuôi rồi. Từ cái lúc mà gọi là 7-80 nghìn một cân ấy, thì chú đã nuôi rồi. Thì mới đây vào khoảng 3 năm nay là chú coi như là nuôi cái số lượng nó nhiều. Đó. Thì chú cũng trồng coi như là 7-6 dâu. Thì trồng coi như là cũng nuôi là quanh năm luôn. Đó. Có nghĩa là cứ đến lứa là chú lại chăn. Cách đây 5 năm, diện tích đất trồng lúa của địa phương là hơn 200 hectare. Nhưng đến tháng 6 năm 2022, xã chỉ còn khoảng 100 hectare. Thay thế diện tích đất trồng lúa là những cánh đồng trồng dâu lên tới 240 hectare, trở thành cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương. Thêm vào đó, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân kịp thời và đúng lúc cũng tiếp sức để bà con mạnh dạn đầu tư, nâng cao sản lượng kén mỗi vụ. Quỹ hỗ trợ nông dân vừa rồi của thôn Tân Linh là quỹ về bên tổ dâu tầm này là 15 hộ. Trong khi đó là 5 hộ của bên tổ nghề nghiệp, thăng và chung với tổ nghề nghiệp dâu của thôn Tân Tiến á, là 5 hộ là 50 triệu, còn 100 triệu là quỹ bên dâu tầm của thôn Linh. Với hiệu quả mang lại của cây dâu con tầm, người nông dân thôn Tân Linh đang từng bước tái cơ cấu cây trồng một cách hiệu quả. Nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống ấm no. Một nhu cầu nhà nông vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm muốn đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.